điện mẫu hoàng. Chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền bát nhã. Kinh kệ tuyên đời ích lợi chung, nhớ trao người khác được nghe cùng. Hồng chung ăn tông bòn duyên phước, pháp thi giống lòng ráng bén dung. Đời tận thế phụ rồng nổi dậy, không chỗ nào chạy tội gió mưa. Rần gian xâm xét chẳng vừa, phủ dây trần trị không chừa ác gian. Xin thượng đế ngọc hoàng tha thứ cho chúng con thi cử hàng ba, đổ sanh đổ tử tận nhà, cúi đầu con lại đức cha ngọc hoàng. Ba tiếng sấm nổ vang sập núi, tâm thần con vui tuổi đi đâu. Cha ơi cha ngự tây lầu, nỡ nào cha để địa cầu phủ con. Xin từ ngẫu cung son tu vết, cho chúng con giảm bớt tội tình. Ngày nào con cũng đinh ninh, nỡ nào mẹ bỏ con mình hay sao. Xin bác rộng trời cao chứng giam, con thể nguyện chẳng giam bỏ tù. Thần thông kim mẫu hộ phù, ngày nào cũng giữ chữ tu tận tường. Mong từ mẫu xót thương con dài, tại con thờ con hãy mẫu thân. Để cho mẹ xuống phạm trần, thật là tội nghiệp mẫu thân vô cùng. Mẹ phải bỏ cung diêu hạ thế, cùng vì con khóc kể rên la. Than gian với đức mẹ già, làm cho mẹ phải lệ xa cơ hàng. Dòng châu lệ hai hàng lụy nhỏ, không đành lòng mẹ bỏ con thơ. Con ơi ráng đợi ráng chờ, hôm nay mẹ xuống trần đời trước con. Xin kim mẫu cũng son chinh kiêu, con lại cầu trả hiếu mẫu thân. Vì con mẹ xuống phạm
cho mẹ khổ thân vì thân đã già. Con cuối lại xin tha tội lỗi, sửa lòng mình cải hối từ nay. Mẹ cha ngự chốn lầu đài, con thề một dạ hăng say đạo màu. Nam mô vô thượng hư không diêu trì Phật mẫu bát đại chính thân. Con quỳ giữa trước điện tiền cúi đầu đảnh lễ mẹ hiền thứ tha. Cuối sinh đại đức mẫu bà, cứu con dứt tội long qua trở về. Thành tâm con nguyện con thề, dứt tâm đảnh lễ lợi thề hôm nay. Nam thiền nam nữ gái trai, đồng lòng kinh ly bái tại ngay đền vàng. Trước là con lại phụ hoàng, chứng lòng con dạy dương gian trình thành. Từ đây sám hối tu hành, trao dồi kinh sử học rành đạo tâm. Lại này con lại quan âm, gắn công gắn sức kim tầm chữ tu. Đời này như ấm nguyệt lô, chiều tàn bóng xế mê mồ tối tăm. Khẩn cầu đức mẹ quan âm, chúng con mê mũi lạc lầm đường đi. Thệ nguyện hai chữ quy y, cuối sinh Bồ Tát hộ trì cho con. Chữ tu cố gắng đi lo tròn, mạng ba dứt hội hòn con trở về. Cấm trần là chỗ thảm thế, tu hành trở lại cung quê mẫu hoàng. Mạng ba mẹ mở khoa đăng, con thề hết giả giữ an đạo màu. Dẫu rằng mẹ ngự nơi đâu, chúng con cố gắng lễ cầu giáng sinh. Đọa tâm tôi điên trường tổ ngọc, chịu luân hồi cả ức triệu năm. Tháng ngày giường lửa ngồi nằm, cầm cây sắt nhọn kim đâm rã rời. Tiếng rên xiết lỗ người ma đôi, lời quán than bọn quỷ đầu trâu. Chân tay rơi rụng thảm sầu, lửa thiêu dao chém còn đau thân mình. Muôn ngàn kiếp khổ hình đài đó, được đầu thai cũng qua cho hiểu. Làm người chẳng đi đạo chẳng theo, tới khi thành quỷ pháp nào đổ cho.
chốn địa ngục nỗi lo đầy đọa. Nếu luân hồi biết ta cùng ai, thân giả tạm sẽ xa rời, ngũ hành tứ đại tơi bời nát tan. Năm xương khô tro tàn sát nọ, mơ thịt da mau mổ thân kia. Phục dậy tàn ta chia lìa, hòn đảo giọt lệ đầm đìa sớm hôm. Nghĩa đoàn tổ vợ con bố mẹ, tình sung dày ấm chỉ một nhà. Sớm nào nhắm mi mắt cách xa, sát thần y rửa nát thành cho qua bồn. Dẫu con cái khóc than níu lại, sống người thân vẫn phải đỏ đài. Trao dồi đạo pháp mỗi ngày, chớ gì dâm lợi thiện tài bỏ qua. Tội lỗi nhờ tu thoát nàng.
vững vàng sẽ qua. Một là trong mẹ thịnh cha của quyền tất cả tổ ông bà phải lo. Hai là đừng có nhỏ to sân si cãi giả đừng cho dạo lòng. Ba là tình nghĩa vợ chồng phu thê hòa hiệp hết lòng đỡ nắng. Bốn là buôn bán đi đồng canh không nghiêng không ngửa không cần bớt thêm. Năm là phải sáng mà tìm lời vàng tiếng ngọc Phật trời tỏ văn. Sáu là thương nước khi mâm dân dâm mô tổ sắc ở trần bỏ đi. Bảy là làm những điều chi đừng nên gian dối tự đi với thành. Tám là bỏ nghiệp sát sanh buông loài buông vật tu hành không nên. Chính là kính trọng người trên trả ơn trả nghĩa đáp đền ơn sâu. Mười là đánh lễ dòng cầu tham lam bỏ hết dập đầu quy y. Lòng vọng tưởng hoàng thiên hậu hộ lễ dòng cầu giác đi ngộ tầm tu. Từ lâu con đã đi mù Phật trời dạy dỗ chữ tu thoát nạn. Đầu cuối lại ngọc hoàng thượng đế đức cha hiền chính để xót thương. Thân con lạc lối lầm đường ngày nay con lại phụ dương khoan hồng. Cha ngự chốn đệm rồng gấm dốc con dập đầu khóc lại gian sinh. Cho con trở lại thiên đình cạnh kề cha mẹ quay linh nhiệm màu. Nay khắp chốn năm mỹ châu lo lắng sự đời tàn như rắn mất đầu. Cha hiền ngự ở nơi đâu có nghe con lại con cầu hay không. Giờ đánh lễ khóc ròng lo lắng nhớ những điều cha dặn mẹ khuyên. Dạy con nhân đức làm hiền giữ sao trọn nghĩa đạo tiên trao dồi. Lắm qua hội nổi trôi thi thể con lại cầu khóc kể đức cha. Hả màn giúp hội lắm qua cứu con trở lại đành tòa cung di. Đầu cuối lại diêu trì Phật mầu xin mẹ hiền tiết lập quyền cơ. Chúng con đêm đợi ngày chờ mẹ hiền phân tỏ thiên trên lầu trình. Cho con biết thiên đình lập hội phân sự
dập đầu lại Đức Mẫu Hoàng, cho con thi cử hoa tràng này đi. Nếu không sẽ tru di hồn sát, ngày xưa con gây ác quá nhiều, gây ra hậu quả đủ điều, mong cầu Phật Mẫu dắt dìu con thơ. Nay đã mở luật trời phân xử, con học tu thi cử đàng hoàng, hết đời trở lại tiên đàng, cuối sinh lại Đức Mẫu Hoàng chứng minh, đầu cuối lại thiên đình tam giáo, nhờ cộng đồng giải bảo cho con. Tự âm yêu nghĩa lo tròn, chánh tà phân rõ cho con hiểu tường, đầu cuối lại thập phương chư Phật, độ người đời tàn tật khổ đau, chịu nhiều cực khổ biết bao, đói no chẳng biết ngày nào yên thân, đầu cuối lại lục thân Bồ Tát, giúp chúng sinh đổ đạt quy phong. Nạn tai khói lửa chất chồng, mong nhờ Bồ Tát hết lòng cứu an. Đầu cuối lại Tây Phương Phật tổ uy ban phép lành báo hộ nhân sanh, cố cho dứt khỏi bệnh tình, quyền di Phật tỏ quay linh hải hà, đầu cuối lại Di Đà Phật tỏ, giúp người đời cảnh vật dương gian, độ cho ba tấm an nhàn, người tu sẽ được bình an trở về. Đầu cuối lại chuẩn đề tổ mẫu, khánh trần đời năm dẫu khó an, cuối sinh đi tổ mẫu hạ màn, giúp cho ba tấm bình an hồi này. Đầu cuối lại Phật Thầy Phật Tổ, giúp chúng con giác ngộ tầm tu, lánh xa tội lỗi ngục tù, độ con giữ vững đạo tu trọn nguyện. Đầu cuối lại cổ thiên quyền, chúng đi con thi cử màn ba, độ cho nam nữ kẻ già, đến ngày dứt hội long qua màn phần, đầu cuối lại quả dân thánh đi mẫu, ban phép mê lành chánh đi đại thủy lôi, gió phong thủy quả phục hồi, chúng sanh dạng vật trao dồi chữ tu, đầu cuối lại văn thù sư lợi, xả cho con dứt nợ trần ai, quyền di phép Phật của ngài phủ dây cả lầu đài ma dương, đầu cuối lại Tây Phương
linh quả đào bảo hộ năm mi non. Diệt trừ ma quỷ không còn, phép lành bảo hộ nuôi non ruộng vườn. Đầu cuối lại nam thương Phật tổ, xả tiễn thần cấp quỷ trừ ma. Diệt thôi lớp đi lớp mê hằng hà, khử trừ tất cả quỷ ma đầy đường. Đầu cuối lại đông phương Phật tổ, rải bồ đề giác ngộ chúng sanh. Ban cho phước đức điện lành của người thoát khỏi ngục hầm tai ương. Đầu cuối lại đông phương Phật tổ, khổ linh kỳ thiên lực cơ quy. Bệnh đau ngã xuống cấp kỳ, quả phong thủy thổ đại quy cùng thường. Đầu cuối lại trung ương Phật tổ, trần ngũ hành bảo hộ muôn dân. Đại binh dây khắp biển trần, thiên la địa dòng hộ dân khỏi lầm. Đầu cuối lại quan âm Nam Hải, nhổ cầm dương nước rải cam lồ. Cố gửi thiện niệm Nam Mô, từ bi bác ngay hư vô tâm lành. Đầu cuối lại ngọc thanh ni Bồ Tát, lãnh lệnh trời cô các đi dạng dân. Khuyên cho ba tâm đi chốn trần, chẳng công tu niệm lập thân hội kỳ. Đầu cuối lại đại bi nguyên thầy, dạy những người đại sĩ đại hiền. Mở ra pháp đạo tu tiên, giác diệu ba tánh trần miền gắn công. Đầu cuối lại tiên ông thái thượng, phép linh đơn cứu dưỡng nhân sanh. Sống đời tuổi thọ trì kinh, cũng nhờ màu nhiệm phép linh cô nàng. Đầu cuối lại lê sơn tổ mẫu, phép nhiệm màu rải thấu càng khôn. Khử trừ ma quỷ dắt đi đòn, khuyên cho ba tấm đi giữ hồn kỳ ba. Đầu cuối lại tử nha thái thượng, lãnh lệnh trời kỳ phương phóng lại. Lập thành hai một gái trai, tiên đồng ngọc nữ hăng sai đón chào. Đầu cuối lại nam tàu bắt đi đầu, thiện do lành năm dẫu phân chia. Thiện lương bắt đi đầu dắt về, hùng hăng đổ lệ đầm đìa thành sông. Đầu cuối lại tiên ông bạch hạt, dạy pháp trần xè quạt phóng quang. Thượng tầng trân thủ bình an,
đạo cho ba tánh dương gian thủ hoàn. Đầu cuối lại chân nhân ngọc đảnh, thọ sắc trời trắng đi thủ hoa tiên. Sói gần nhật nga nguyệt đảo quyền, âm dương hấp thổ giữ yên bình hòa. Đầu cuối lại lĩnh bà khổ phật, trắng ngàn trùng vàng dặm linh tiêu. Khoai phong bích mi mã đủ điều, trắng ngàn ba tâm giấc diệu dâm linh. Đầu cuối lại sức ta tinh ni lão tổ, ban phép màu báo hay hộ cho con. Dân an đạo nghĩa sông toàn, ngày nay tất cả chúng con lại cầu. Đầu cuối lại minh châu ngọc tương, hạ phạm trần cổ dưỡng ba gia. Diệt trừ yêu quỷ hằng hà, ra tay dẫn đạo mẫu bà càng khôn. Đầu cuối lại lão tôn đại thanh, lãnh lệnh trời diệt quỷ trừ ma. Trong linh rắn đi hổ mạng xà, dùng cây thiên bản đánh đi ra tỏ quần. Đầu cuối lại chân nhân thay ách, hạ phạm trần vạn vật phù linh. Bảo toàn bổn mạng chúng sanh, Phật trần lấy lòng vạn binh thủy điện. Đầu cuối lại phổ hiền Bồ Tát, giúp người đời bỏ ác từ tâm. Ăn năn những việc đã làm, từ bi hai chữ trong tâm hiền hòa. Đầu cuối lại phổ đà Bồ Tát, giúp chúng đi con đổ đạt trường thi. Thệ nguyện hai chữ quy y, trăm dặm cái giả sanh si chẳng mang. Quý vị đang xem trực tiếp live stream từ đạo tràng chùa Minh Viên Huệ Nhẫn, núi Vinh, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay là ngày trăng tròn 15 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần, nhằm ngày 8 tháng 12 năm 2022. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành đạt trong cuộc sống này. Qua live stream trực tiếp này, Huệ Nhẫn cũng có lời kêu gọi và vận động quý Phật tử. Thưa quý vị, nhân ngày khánh vía Điện Tam Tòa Thánh Mẫu Lễ Kỳ Yên 28 tháng 11 âm lịch hàng năm, cũng là ngày sinh thành ngày tiếp nối sinh nhật lần thứ 47 của Huệ Nhẫn. Hàng năm được sự thương yêu quý mến của quý Phật tử, năm nay nhân ngày sinh thành của mình cũng là lễ vọng Kỳ Yên hàng năm, Huệ Nhẫn vận động 400 phần quà để về các địa phương của tỉnh miền Tây ủng hộ bà con đón Tết Quý Mèo. Xin quý Phật tử ai thương mến Huệ Nhẫn, thay vì ngày sinh nhật quý vị tặng quà, xin được đổi thành gạo và mì để giúp đỡ cho bà con nghèo khó trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mèo này. Hiện nay chúng tôi đã nhận được 2.500 kg gạo và 350 thùng mì. Như vậy hiện giờ Huệ Nhẫn cần 1.500 kg gạo và 50 thùng mì nữa, cũng như một số vật dụng như là đường, bột ngọt, nước tương, dầu ăn,
để giúp cho chuyến công tác từ thiện được thành tựu viên mãn. Rất mong sự quan hỷ đóng góp của toàn thể quý vị. Chúng tôi nhận được sự phát tâm của cô Nguyễn Thị Bích Ngân ở An Nhất, Long Điền, 100 phần quà. Chúng tôi nhận được của Phật tử Tâm Phúc, Đạo Tràng Chùa Minh Đức Khánh Hòa, 10 triệu đồng. Chúng tôi nhận được của cô Nhung ở thành phố Hồ Chí Minh, 500 ký gạo. Phương Lê, 50 thùng mì. Kim Định, 50 thùng mì. Nón bảo hiểm, thành triệu, 1 tấn gạo. Như vậy hiện giờ chúng tôi đã nhận được 2.500 ký gạo và 350 thùng mì. Quý Phật tử thương Thầy, xin đóng góp của ít lòng nhiều để cho chuyến công tác từ thiện miền Tây được thành tựu viên mãn. Thưa quý vị, một nắm khi đói bằng một gói khi no, trong tình người san sẻ trong dịp Tết Nguyên Đán này, rất mong quý vị nhiệt tâm mỗi người một ít để cho chuyến công tác từ thiện được thành tựu viên mãn như Đà Phật. Đầu cuối lại Minh Hoàng xuất thế, khai hội thành kính lễ từ thân. Lâu nay xuất thế hồng trần, lập đời đại hội phong thần kỳ ban. Đầu cuối lại cũng qua nương trường, hạ tỷ bà lòng phước trần gian. Tiếng thì báo hiệu chẳng ngang, để cho tất cả dương gian kinh thành. Đầu cuối lại ngũ hành năm mẹ, họ chúng con theo dấu năm bà. Lên trời xuống địa rất xa, miễn sao bà dắt con về cung tiên. Dạ, buổi tụng kinh đến đây là xin khép lại. Xin có ít phút để giao lưu cùng quý Phật tử. Qua buổi live stream từ buổi chiều hôm nay và buổi live stream hôm trước, thì Huệ Nhẫn có kêu gọi 400 phần quà để Huệ Nhẫn đi công tác từ thiện tại quê hương của Huệ Nhẫn là 100 phần quà. Ở xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, 100 phần quà. Ở xã Bình Xuân, thị xã Hòa Phong, 100 phần quà. Ở xã An Nhất, huyện Long Điền, 100 phần quà. Tất cả là 400 phần quà. Hiện nay chúng tôi nhận được 100 phần quà. Và tổng cộng chúng tôi nhận được là 2.500 kg gạo và 350 thùng mì. Rất mong sự trợ duyên giúp đỡ của quý Phật tử, quý vị ân nhân gần xa, một phần quà tương đương với 300.000 đồng của ít và lòng nhiều nhân ngày sinh thần sinh nhật của Huệ Nhẫn. Mọi người đóng góp ủng hộ để chúng ta làm một việc rất là thiết thực, nhường cơm xẻ áo giúp cho những người khó khăn hơn chúng ta, cho các Tết Nguyên Đán quý mẹo này được an yên hơn. Đó là tâm nguyện và sở nguyện của Huệ Nhẫn. Rất mong mọi người thương yêu Huệ Nhẫn nghe được lời kêu gọi này, chúng ta xin đóng góp. Xin chào cô Phượng, chào anh Thọ, chào Trịnh Tiền, chào Võ Văn Long, chào chú Phước, chào Nguyễn Ngân, chào ông Đạo Tế, chào chị Phượng.
còn không biết còn ai ở trên mạng được bao nhiêu người thì quên nhận chào. Hôm nay là ngày rằm, là ngày sám hối của nhà Phật. Chúng tôi cũng rất là hoan hỷ được sự phát tâm của Lê Phương 50 thùng mì, Kim Định 50 thùng mì, Nón Bảo Hiểm thành triệu 1 tấn gạo, Cô Bích Ngân 1 tấn gạo 100 thùng mì và đường, 1 hộp dầu ăn 100 phần, Cô Nhung con của cô Diệu Tầm ở thành phố Hồ Chí Minh 500 ký gạo, Phật tử Tâm Phúc chùa Minh Đức Khánh Hòa 1 tấn gạo, xin lỗi 10 triệu đồng. Hy vọng rằng quý vị tiếp tục ủng hộ cho chuyến đi từ thiện miền Tây được thành tựu viên mãn. Còn ai mở hàng buổi tối không nè? Buổi tối hồi nãy giờ gần 1 tiếng đồng hồ chưa có ai mở hàng hết à. Nãy giờ thầy tụng kinh thì không có kêu gọi, cho nên quý Phật tử, quý vị anh nhân mạnh thường quân, khi nghe cái livestream này, quý vị nhớ ủng hộ về đạo tràng chùa Minh Duyên, tổ 10 thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý nhận rất mong sự trợ duyên của quý vị. Nếu như quý vị muốn chắc ăn thì gọi điện thoại 0359 626 353 gặp trực tiếp người nhận để tránh sự thất lạc. Chào Khánh Vi, chào Rích Nguyễn, chào Phan Nguyễn. Kệ, giờ này mọi người chắc cũng còn bệnh nhiều, còn được nhiêu thì ủng hộ nhiêu. Người nhận cũng ráng chèo thiền cho được đầy đầy một chút. Hồi chiều này thì thành công quá, hồi chiều thầy livestream buổi chiều được mọi người nhiệt liệt ủng hộ nhiều, còn buổi tối thì chưa có người mở hàng nè. Sau cái lễ cúng 28 tháng 11 thì qua tháng chạp đó, thầy cảm ơn Khánh Vi nhiều. Chào Rung Nguyễn. Thưa quý vị, là sau cái ngày lễ cúng 28 tháng 11, 28, 29 tháng 11, ngày lễ kỳ yên cúng lịnh tam tòa thánh mẫu xong thì quý nhẫn sẽ chọn ngày để đi về miền Tây một chuyến để làm từ thiện ở ba nơi, là nơi quê hương của quỷ nhẫn, và một là ở xã Hòa Định chợ gạo, số 3 là ở xã Bình Xuân của thị xã Gò Công, và thứ 4 là ở xã An Nhất huyện Long Điền. Đến 4 nơi này thì mỗi nơi quỷ nhẫn sẽ ủng hộ 100 phần quà, một phần quà trị giá 300.000 đồng. Thì hàng năm quý Phật tử nhớ tới ngày sinh thần của quỷ nhẫn thì mọi người hay cho chúc định. Thì năm nay quỷ nhẫn có một nguyện ước là nhân ngày sinh thần của mình, quỷ nhẫn muốn làm một chút công đức cho mọi người, là quỷ nhẫn sẽ thay mặt mọi người sẽ đem chia sẻ cái sự ấm áp của tình thương của mọi người đến với những hoàn cảnh khó khăn hơn, bằng cách là quỷ nhẫn vận động gạo mì tứ sự vật dụng, là cũng như là đường muối bột ngọt dầu ăn đem tặng cho bà con nhân Tết Nguyên Đán. Thưa quý vị, thì sau cái đại dịch Covid-19 hiện nay thì cuộc sống mọi người cũng khó khăn,
Nếu mà chúng ta có những phần quà ấm áp trong cái chuẩn bị cái Tết Nguyên Đán thì cuộc sống nó sẽ được ấm áp hơn nhiều. Nhìn lên thì mình còn thua rất là nhiều người, nhưng thật ra nhìn xuống thì quanh chúng ta còn có những cuộc mảnh đời nó khó khăn hơn. Và thưa quý Phật tử, là không đợi cho chúng ta khi nào giàu sang mới làm phước, mà thật ra thì lúc nào làm được thì chúng ta cố gắng là chúng ta làm để không kịp. Mình sinh ra trong cuộc đời này, mình rất là được đại phước. Khi mình nghèo mà mình biết làm phước thì cái công đức mình càng lớn hơn nữa, chứ không đợi đến mình giàu mình khá thì mình mới làm phước. Lúc đó mình giàu mình khá rồi, mình mãi mê với đồng tiền thì chúng mình quên cái việc làm phước. Cho nên khi mà mình nghèo mà mình làm phước nó quý báu lắm. Hy vọng rằng là mọi người cùng với Huệ Nhẫn chung tay, mọi người chung tay với Huệ Nhẫn làm được những cái việc ích lợi đến với mọi người, làm những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người. Mình san sẻ những cái tình thương, những ấm áp của quý vị. Thưa quý vị, thì Huệ Nhẫn làm từ thiện cũng rất là rành mạch rõ ràng. Khi mà nhận được sự trợ duyên của quý Phật tử, quý vị Mạnh Thường Quân, thì Huệ Nhẫn cũng muốn làm rõ ràng. Sau khi có quà thì chúng ta báo lên Ban Thường vụ Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Phú Mỹ. Chúng tôi sẽ gửi cái công văn về địa phương để mình thông báo mình đến đó mình phát quà. Địa phương có trách nhiệm là đón tiếp chúng ta và mời bà con khó khăn đến nhận quà. Cho nên chúng tôi làm việc rất là rõ ràng. Và khi chuyến đi thì chúng tôi sẽ thông báo trước 10 ngày một tuần lễ, để cho quý Phật tử mình dính thời gian quý báo tháp tùng đoàn đến đó chia sẻ đến với bà con. Cảm ơn Khánh Vy, Phùng Lê Khánh Vy đã chuyển khoản qua mở hàng buổi tối, mà thầy không biết bao nhiêu mà đang live stream trực tiếp cho nên chưa xem được. Cảm ơn Khánh Vy rất là nhiều. Như vậy thì còn khoảng 1 tấn rưỡi gạo và 50 thùng mì nữa. Quý vị cố gắng ủng hộ dùm ha, để cho chuyến đi được thành tựu viên mãn. Thầy cảm ơn Phật tử Tâm Phúc ở chùa Minh Đức 10 triệu đồng. Cô Nguyễn Thị Bích Ngân, để thử có thầy hai ăn nhất 100 phần quà tương đương với 1 tấn gạo và 100 thùng mì. Nón bảo hiểm thật, nón bảo hiểm thành triệu, 1 tấn gạo, Kim Định 50 thùng mì, Phương Lê 50 thùng mì, chị Nhung, con của cô Diệu Tần ở thành phố Hồ Chí Minh 500 ký gạo. Phùng Lê Khánh Vy chưa biết bao nhiêu mà có chuyện thẳng qua rồi chưa biết. Thầy cảm ơn rất là nhiều những tấm lòng của quý vị. Và thầy sẽ cúng kinh cầu nguyện từ đây cho tới ngày đoàn lên xe đi phát từ thiện cho mọi người. Cầu nguyện cho mọi người có nhiều sức khỏe, luôn luôn an lạc với sự hạnh thông trong công việc trôi chảy, có một sức khỏe vô cùng và luôn luôn thành đạt trong cuộc sống này. Còn ai ủng hộ nữa, mọi người ủng hộ nói dùm cho thầy đỡ lo. Mọi sự phát tâm quý vị xin ủng hộ về cái số tài khoản từ thiện đó. Số tài khoản từ thiện ngân hàng quân đội là 0959
599 và 599, hoặc số tài khoản cũ của chùa. Nó có hai số tài khoản. Ở địa chỉ quý vị ở xa thì quý vị ủng hộ về Đại Đức Thích Huệ Nhẫn hoặc là Nguyễn Thái Sơn, chùa Minh Duyên, tổ 10, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại là 0359 626 353. Nhắc lại là quý vị ở xa ủng hộ về chùa Minh Duyên, tổ 10, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại là 0359 626 353. Người nhận là Nguyễn Thái Sơn, mở ngoặc là Huệ Nhẫn. Cảm ơn rất nhiều tấm lòng của quý Phật tử gần xa. Cầu chúc quý vị luôn luôn an lạc với ánh hào quang của chư Phật, các cung các cõi luôn che chở cho quý vị. Mọi người có gì thì chúng ta liên lạc trực tiếp với Huệ Nhẫn. Như là Phật, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vô Phật.